Audio xin mến chào anh em ha. Thì em mới về được thêm một con dàn mini của dòng Yamaha. Đó là dòng Yamaha Series 040 anh em. Đó thì con này em về thì đẹp len ken hầu như hoàn toàn mới 99%. Đó không có tì vết ha, đẹp ken. Đây là hàng đấu giá từ Gia Băng về nên còn rất đẹp, đầy đủ phụ kiện ha. Catalog, đấy giấy chứng nhận của hãng ha và khiển zin theo dàn và dây lo zin đó. Đây là cái chụp đốc luôn ha, thì nó về đầy đủ phụ kiện, không có thiếu cái gì hết nha anh em. Nó con này là về là hàng trưng bày, hàng demo nên còn rất là đẹp ha. Đó, tất cả các chức năng đều hoạt động tốt ha. CD, USB, đốc iPod, và mình có thể cắm Bluetooth, xài Bluetooth nghe không dây ha, và ngõ 3.5 đó, cắm điện thoại 3.5 ha. Thì các chức năng thì hoàn hảo hết, chạy tốt hết ha. Thì đặc biệt con này là dòng mini nhưng chất âm cực kỳ hay. Nãy chỉnh được khiển chỉnh được bass chép ha, bass chép trên khiển. Con này phải nói là bass cực đỉnh luôn nha anh em. Em chưa thấy con mini nào mà tầm nhỏ này mà bass nó hay, mà nó đánh lực như con này, bass đánh như dạng lớn luôn. Bass đánh cực kỳ sâu và uy lực ha. Thấy lo hậu rất là sâu, lo hậu sâu nên đánh rất là hay. Phải nói con này phải nói là bass rất là ưng ý luôn. Đó, chưa thấy con mini nhỏ nào mà đã bass nó lực và nó sâu, mà nó đánh sâu như con này rất là hay. Đó thì anh em cứ về trải nghiệm đi, nghe thử đi. Đấy, tiếng bass không hay thì em tặng luôn. Đó. Nói chung là con này em dám khẳng định là tiếng bass cực đỉnh luôn, rất là hay. Đấy. Đặc biệt anh em nào thích bass chép là nghe con này phải nói là tuyệt vời luôn. Đẹp ken hết luôn. Bass phải nói anh em về anh em cảm nhận và trải nghiệm ha. Tăng chép bass lên nghe rất là hay, cực đỉnh. Đánh như một dàn chung lớn chứ không phải là dàn mini nha anh em. Đó, anh em nghe chắc âm sẽ bất ngờ ha. Đó, CD chạy tốt ha, CD không kén đĩa, tất cả các chức năng hoàn hảo ha. Hàng đẹp tuyệt vời, len ken 99% luôn, đầy đủ phụ kiện nha. Đó, con này chiều ngang nó tầm khoảng 40 hơn, 40 hơn anh em, sâu nó tầm 30 ba mấy ha. Đó, lo hậu rất là sâu, lo hậu sâu ha. Nên tiếng bass anh em nó có nghe là nó có chiều sâu và nó mềm dễ nghe. Nó là một cấu tạo của loa, là một loa toàn dải ha. Đó. Chép bass đánh là chuẩn, không cần chỉnh luôn. Bây giờ em sẽ thử test một đoạn nhạc cho anh em nghe và cảm nhận nha. Ở ngoài anh em nghe sẽ khác hơn, cảm nhận khác hơn. Đó, trên này thì mình nghe tham khảo thôi. Đó, giá của một bộ hàng đẹp như mới này thì giá nó là 3 triệu nha anh em. Tiền nào của đó, hàng đẹp về giá phải đẹp ha. Giá của nó là tầm 3 triệu là em bán giá tương đối thôi, tại vì hàng đẹp đó anh em đừng có so sánh với cái hàng bãi và hàng cũ. Hàng hàng nói chung là không phải hàng đẹp nha, hàng đẹp thì giá khác đó. Bây giờ xem sẽ test cho anh em một đoạn nhạc nha. Bass đánh rất là lực luôn. Anh em nghe thêm một đoạn nhạc không lời ha.
chiều đêm cô đơn trong quán khuya tiếng nhạc nghe như xoáy vào tim. Chân tròn đâu đây bên ly cà phê đó, người tình hay sáng à. Ok, giờ em sẽ test CD cho anh em nghe một cái nữa ha, chức năng ha. Đó, CD chạy tốt, không có cán đĩa nha nè. Bây giờ anh chuyển qua CD ha. CD. Mấy con này phải nói là bass cực đỉnh thiệt, rất là hay. Đó anh em nghe CD ha. Nghe đa thể loại nhạc, nhạc nào mình nghe cũng hợp nha nè. Rất là hay. Tôi kể người nghe đời lán ba điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Thuở ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên làn, làn như bóng hoa ngàn, thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Ok anh em. Đấy, phòng 30 mét, 20 mét, 30 mét là đánh bao anh em rất là hay luôn, khỏi chê luôn. Đó. Đó, bộ vàng đẹp tuyệt vời. Giá là 3 triệu nha anh em, hàng đẹp. Hàng đẹp 99%. Đây là hàng demo trưng bày ha, chứ hầu như chưa sử dụng nha. Đó, giá là 3 triệu. Anh em có nhu cầu cứ alo trực tiếp cho em ha. Đúng hàng đúng chất lượng ha, em ship toàn quốc và chỉ nhận chuyển khoản đủ và ship tận nơi. Em không có ship COD anh em. Nó chuyển khoản đủ là em cứ đúng giờ em gửi máy, đúng hàng đúng số seri, đúng chất lượng cho anh em ha. Đó, giá là 3 triệu. Anh em có nhu cầu thì gọi trực tiếp cho em nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha.